Khi mà nói đến cuộc phim Đóa Hoa Mong Manh thì có rất là nhiều khán giả đang thắc mắc là cái cuốn phim này được sản xuất tại Hoa Kỳ 100%. Chị Nhật Hòa hoặc là chị Thư Thảo có thể chia sẻ một vài bí mật, một vài bối cảnh và cuốn phim đã được chọn trong đây thưa chị? Cảm ơn Mimi. Thì phải nói là đi theo đoàn phim trong suốt một tháng để mà chúng tôi quay nhanh gọn lẹ, thì quý vị thường thấy là những cái phim Mỹ á, là quay cả một năm trời hoặc là kéo dài, nhưng ngược lại cuốn phim này thì chúng tôi phải cầm quay nhanh gọn lẹ để rồi tiết kiệm được kinh phí, và đồng thời là giúp cho cả đoàn phim. Thì những cái đại cảnh thì chị cũng có thể phụ với em là như là du thuyền, khi mà quý vị thấy cảnh du thuyền thì đó là cái cảnh của biển ở Newport Beach, hoặc là Hummingbird Ranch của tỷ phú Hoàng Kiều, hoặc là nhà mansion trong cái phim này. Tất cả các nhà và bao nhiêu phòng trong cái phim này đều là những cái nhà của những người Việt Nam thành công, mà họ không muốn đưa tên ra là đều là bạn của chị Ngọc Thảo hoặc là bạn của Tú Thảo cho mượn. Và có Yosemite, rồi có San Francisco, rồi hai cái đại cảnh lớn mà cô ca sĩ này hát được trên sân khấu. Thì tội này nếu mà phải bỏ tiền ra để làm hai cái đại cảnh đó, là một cái đêm ca nhạc 2.500 người hoặc 4.500 người là ở Casino de Paul và Pechanga là 4.000 người. Do đó những cái đại cảnh đó thì quý vị sẽ thấy được nước Mỹ của mình đẹp đẽ như thế nào, và hy vọng thì từ Việt Nam cũng sẽ nhìn thấy được một giấc mơ Mỹ nó hoàn hảo như thế nào. Cảm ơn chị Thư Thảo, và sẵn chị Thư Thảo cho Mimi hỏi là Mimi cũng được biết là cái chuyến phim này không biết là sẽ ngoài mình chiếu ở Hoa Kỳ, Việt Nam và một nước nữa là Ấn Độ, thì chị Thư Thảo có thể chia sẻ với khán giả vì sao nhà sản xuất hoặc là đoàn phim đã quyết định chọn Ấn Độ là một nơi để mà đem cái cuốn phim này qua bên nước đó thưa chị? Một phần là vì cơ duyên, ông xã của tôi đã là Ấn Độ. Thứ hai nữa là đạo diễn Mai Thu Huyền cũng có những đối tác bên Ấn Độ. Đồng thời thì khi mà chúng tôi tham gia vô liên hoan phim ở Ấn Độ lớn nhất, và có Michael Douglas cùng với vợ là Catherine Zeta-Jones ở trong cái liên hoan phim, thì quý vị có thể nhìn được hình ảnh, thì chúng tôi mới thấy được là hơn 5.000 người đi dự cái buổi beginning opening day của họ rất là lớn. Thì quý vị cũng biết là tỷ dân số của Ấn Độ là hơn tàu rồi, là 1 tỷ 5, tàu thì đi thua sau là 1 tỷ 4. Và khi chúng tôi đi dự buổi liên hoan phim này mang theo A Fragile Flower, bộ phim đó họ mong manh theo, thì biết là ở bên Ấn Độ, Bollywood rất là thích phim thể loại có ca nhạc, có hát hò. Do đó chúng tôi cũng muốn thử sức và đi qua bên đó, thì có gia đình ở bên Ấn Độ cũng là tiếp tay và đón tiếp Mai Thu Huyền và Thu Thảo. Do đó ra tiếng Ấn Độ thì tôi không còn sợ nữa, có chị dâu, có anh rể rất là thương Thu Thảo. Thì lúc đó đi những nơi như là Mumbai qua và Pune, ba cái nước đó, để chúng tôi chia sẻ bộ phim này vào thời điểm đó khoảng 35 phút, thì ai cũng mê hết, là vì họ nhận thức được là từ phim thể loại âm nhạc cộng với lại những tình huống của câu chuyện này. Do đó họ nói là nó tương tự cho họ cảm nhận được giống như là Crazy Rich Vietnamese trong cái phim này, và họ thích thì là đối tác của chúng tôi sẵn sàng là đi kiếm tài trợ, những nhà bảo trợ lớn để mà đồng hành để phát hành ở bên Ấn Độ. Do đó 31 tây tháng 5 sẽ là ngày phát hành toàn rạp khoảng chừng 17 thành phố lớn ở bên Ấn Độ, là 150 cái rạp ở bên đó. Và phim này cũng sẽ lồng tiếng vào tiếng Ấn Độ và có nhạc của những âm ca khúc của Ấn Độ luôn phải không chị? Tụi Không này phải, chọn tức là vẫn là ca khúc của mình mình, nhưng họ hát bằng tiếng Hindi, bằng tiếng Ấn Độ trên cái nền nhạc của mình. Ca sĩ Ấn Độ sẽ ca sĩ nổi tiếng Ấn Độ sẽ hát. Thì phim Ấn Độ này thì sẽ là nói tiếng Anh,
Do đó quý vị sẽ thấy chị Nhật nói tiếng Anh và subtitle tiếng Hindi. Oh really? Yeah. Thì để sao? Để tại vì Ấn Độ nói tiếng Anh là đa số ai cũng hiểu hết. Đồng thời thì sau đó thì Thu Thảo có thể mang phim này để đi những chợ phim ở bên Cannes Film Festival vào 14 tháng 5 này, là chúng tôi đã được mời đi Cannes Film Festival. Chứ không phải là Cannes World Film Festival nữa, mà là Cannes Film Festival. Phải nói mà để cho ekip và đoàn phim thực hiện và hoàn thành một cái bộ phim rất là hoành tráng và đặc sắc như thế này, phải tốn rất là nhiều công sức và thời gian từ các anh chị diễn viên và tất cả nhà sản xuất và cũng như là ca sĩ Nhật Hà. Thì trước khi kết thúc chương trình thì chị Nhật Hà và chị Thu Thảo có thể chia sẻ về cái mong ước của hai chị trong cái cuốn phim này khi mà mình khởi chiếu trên toàn quốc Mỹ, thưa chị. Mong muốn là thực tế nhất là tất cả các rạp đều đông kín khách. Yeah. Và mình hy vọng là mình mang được cái văn hóa Việt, âm nhạc Việt, cái tâm tình xã hội Việt đi tới với thế giới, chia sẻ với tất cả mọi người ở trên thế giới. Yeah. Dĩ nhiên mong muốn của Thu Thảo cũng như chị Hạ, nhưng mà một cái điểm mà Thu Thảo nghĩ là tất cả mọi người khi nghe được chương trình này của chúng tôi thì hy vọng là đã có một chút xíu lòng yêu phim Việt của người Việt làm, và nhất là của ba cô gái, không có đó hoa mong manh một chút xíu nào hết, là phải rất là kiên cường để mà có thể làm ra được bộ phim như vậy. Công chiếu ở Mỹ trước là cũng là một điều khó khăn rồi, và sau đó được chiếu Việt Nam và chiếu Ấn Độ. Do đó tôi hy vọng tất cả mọi người cùng chia sẻ và cùng rủ nhau đi xem phim, bỏ ra một ngày để mà mình có thể get together, để sau đó mổ sẽ làm sao tôi thảo chết nghe hết lắng nghe lời mổ sẽ của quý vị. Nhưng mà trước tiên hết là quý vị phải đi coi phim rồi khóc một chút xíu rồi là mổ sẽ dạ. Cảm ơn chị Thu Thảo và thưa quý vị cũng như Mimi đã chia sẻ là San Diego mình sẽ có buổi premiere vào ngày 24 tháng 3 tại rạp phim Edwards near Visa vào lúc 5 giờ chiều. Để quý vị có thể liên lạc công ty Cinderella Medical Spa để đặt vé con trẻ thôi. Địa chỉ là 3709 Conway Street và số điện thoại là 858-256-0289. Phải nói đây là một cái niềm vui cho cộng đồng người Việt San Diego mình ở đây đã sẽ có một cái buổi premiere và với đó mình sẽ có thảm đỏ đấy. Thôi việc chị có thể chia sẻ thêm về cái buổi đó thì chị. Một điều đó rất là đặc biệt vì sẽ có các diễn viên cái nơi và cái đó mình sẽ dần dần bật mí ra, nhưng chắc chắn là chị Nhật Hà sẽ có mặt ở đó. Tất cả đoàn ekip em sẽ hứa với chị, từ chị Chia Si, Phương Trinh, Đức Tiến, Huấn Hoàng, Trinh Star, tại vì San Diego và Santana thì chỉ có cách 1.5 tiếng thôi, do đó Thu Thảo là dân San Diego mà, do đó sẽ kéo hết đoàn ekip xuống để mà chụp hình chung với quý vị, do đó hy vọng gặp tất cả mọi người ở San Diego đến buổi premiere 24 tháng 3 này. Vậy là TNTV được nghe đầu tiên đó nha. Dạ. Chính cái người có mình không biết nữa. Nhưng mà ngoài ra nữa các bạn nhớ gọi là đặt vé, tại vì sự tập trang như đưa ngày đó bất thời tên mê điện. Cho nên đặt vé trước và những ai mà đặt vé trước với mình nha thì sẽ có swag bag và có những món quà mà The Fragile Flowers sẽ có tặng cho quý vị. Dạ, xin cảm ơn chị Hân Hương rất là nhiều. Thưa quý vị, cũng một lần nữa thì Mimi rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Phải nói đây là một cái bộ phim mà kết hợp giữa âm nhạc và tất cả các ngôi sao điện ảnh của người Việt chúng ta tại hải ngoại để đem cho quý vị một cái cảm xúc rất là nhiều cung bậc cảm xúc và để cho quý vị có thể hiểu thêm về cái đời sống và thực tế của một người nghệ sĩ tại gốc Việt tại hải ngoại. Một lần nữa Mimi rất là cảm ơn chị Theresa Ánh Hương Hương Phi đã cho VNTV có mặt ở đây trong một cái không gian thật là ấm cúng và đẹp để gửi đến quý vị và giới thiệu đến quý vị bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, A Fragile Flower. Và một lần nữa Mimi xin chân thành cảm ơn ca sĩ Nhật Hà và dược sĩ Thu Thảo cũng là giám đốc sản xuất đã lặn lội đường xa tới đây, không ngại đừng ra để mà đến đây chia sẻ đến quý vị và giới thiệu đến quý vị bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Thì xin chị Hạ và Thu Thảo có lời cuối với khán giả của mình.
Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn Mimi rất nhiều. Cảm ơn Đến Hương và Jackie Thu Thảo để chúng ta có được cái chương trình, một cái buổi rất là thú vị bữa nay. Thu Thảo hy vọng rằng là với tâm huyết của ba chị em chúng tôi là nhà sản xuất của bộ phim Gió Hoa Mong Manh này, A Fragile Flower, mang lại một món ăn tinh thần nghệ thuật thứ bảy lần đầu tiên ở nước Mỹ đến cho tất cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Xin tất cả mọi người ra rạp xem phim ủng hộ. Và Thu Thảo xin cảm ơn đài VNTV đã cho chúng tôi thời gian để mà chia sẻ và nói chuyện cùng với quý vị. Xin cảm ơn chị Anh Hương, Mimi, Mai ca sĩ Nhật Hà. Và một lần nữa Mimi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mong hẹn gặp lại quý vị tại rạp chiếu phim Edwards Miramisa vào ngày 24 tháng 3 2024. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Cho ta lưu nhiều lúc thở than. Để làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đây. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc thu nhận là được cái gì? Như vậy thôi gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông lần cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.